Sáng nay 8 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin chi tiết về vụ cháy quán karaoke An Phú làm 33 người chết. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cho biết đây là vụ cháy nghiêm trọng, xảy ra trong phạm vi nhỏ. Dù chữa cháy nhanh nhưng số người thiệt hại lớn, công tác khắc phục khó khăn, anh em phòng cháy chữa cháy mặc đồ bảo hộ đi vào nhưng nóng quá phải thoát ra ngoài. Theo ông Dũng, sắp tới, ngoài thăm hỏi thân nhân nạn nhân, Bình Dương tập trung chỉ đạo xác định nhanh danh tính người bị nạn, những người đang xác định bằng biện pháp xét nghiệm ADN cũng phải có thời gian. Cùng với đó, điều tra chính xác nguyên nhân, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng sau khi vụ cháy xảy ra. Trao đổi về nguyên nhân gây thiệt hại lớn của vụ cháy, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết có nhiều nguyên nhân, trong đó tâm lý hoảng loạn của các nạn nhân cũng như việc phát hiện và chữa cháy, thoát nạn ban đầu lúng túng và việc khách hát chủ quan cũng gây ra thiệt hại lớn về người. Theo ông Điệp, khi phát hiện khói bốc lên ở phòng 303, có 4 người trong phòng chạy ra hô hoán có cháy. Lúc đó, nhân viên của quán cũng chạy kêu gọi khách các phòng thoát ra ngoài và dùng bình chữa cháy để chữa cháy. Thông tin thêm, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên cho biết khi nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã huy động lực lượng sớm nhất có mặt tại hiện trường để thực hiện việc phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, theo ông Quyên, ban đầu nhận tin có cháy từ nhân viên, nhiều khách vẫn chủ quan, tiếp tục đóng phòng lại hát. Khi hát, nhiều khách trong trạng thái không được tỉnh táo. Khi nhân viên, quản lý đến gõ cửa báo cháy đề nghị đi theo lối thoát hiểm nhưng có người không chấp hành, còn kéo tay nhân viên vào phòng đóng cửa lại. Ngoài lỗi chủ quan của các nạn nhân thì trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước ở đâu? Phóng viên đặt câu hỏi. Trao đổi lại, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên cho biết hầu hết cơ sở kinh doanh karaoke, phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07, Công an tỉnh và lực lượng phòng cháy, chữa cháy của quận, huyện, thành phố đều tuyên truyền, hướng dẫn cho chủ cơ sở, đội ngũ quản lý, nhân viên phục vụ về quy chuẩn, quy trình phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên khi xảy ra cháy, tâm lý hoảng loạn nên việc thực hiện quy trình phòng cháy, chữa cháy có hạn chế.